Chào mừng các em đến với kênh Thầy Nem. Hôm nay cô mời các em tiếp tục theo dõi tiếng Việt lớp 3 tuần 1 tập đọc trang 9 của sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 1 nhé. Đầu tiên là mình sẽ xem phần tập đọc. Thì ở đây chúng ta thấy đây là một cái bức tranh là những cái hình ảnh mà đây là một lễ kết nạp đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thì cái phần tập đọc sẽ là: Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Yên Bái, ngày 20 tháng 1 năm 2004. Đơn xin vào đội. Kính gửi ban phụ trách đội trường tiểu học Kim Đồng, ban chỉ huy liên đội. Em tên là Lưu Tường Vân, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1995, học sinh lớp 3C trường tiểu học Kim Đồng. Sau khi được học điều lệ và lịch sử đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy đội là tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở thành những người có ích cho đất nước. Em làm đơn này xin được vào đội và xin hứa thực hiện năm điều Bác Hồ dạy, tuân theo điều lệ đội, giữ gìn danh dự đội. Người làm đơn, vâng, Lưu Tường Vân. Thì ở đây là một tờ đơn là xin vào. Xin tờ đơn là xin vào đội. Chúng ta thấy ở đây là một lễ cái kết nạp đội viên thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thì trong cái buổi kết nạp đó sẽ có những bạn viết đơn để được xin vào đội. Thì đây là một mẫu đơn xin vào đội của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thì cái phần tập đọc này là một cái đơn, cái mẫu đơn xin vào đội. Thì tiếp theo chúng ta sẽ pha cái phần giải thích từ. Thì ở đây điều lệ là những cái quy định về hoạt động của một tổ chức. Thì ở trong cái tờ đơn đơn xin vào đội ở đây thì cũng có những điều lệ. Thì điều lệ đó chính là những quy định về hoạt động của một tổ chức. Còn danh dự là giá trị tốt đẹp của một người hay một tập thể. Như vậy mình đã vừa xem cái phần giải thích từ. Rồi tiếp theo là mình sẽ trả lời câu hỏi. Thì đầu tiên thì để cho dễ cho các em theo dõi được dễ dàng thì cô sẽ đọc một lần qua các câu hỏi của bài tập đọc này nhé. Câu số 1. Đơn này là của ai gửi cho ai? Nhờ đâu em biết điều đó? 2. Bạn học sinh viết đơn để làm gì? Những câu nào trong đơn cho biết điều đó? 3. Nêu nhận xét về cách trình bày đơn. A. Phần đầu đơn, từ đầu đến ban chỉ huy liên đội viết những gì? B. Ba dòng cuối đơn viết những gì? Thì lúc nãy mình đã đọc xong, đọc qua cái đơn, cái mẫu đơn trong phần tập đọc. Thì đây là những câu hỏi để giúp chúng ta hiểu hơn về đơn, về cái cách viết đơn của cái bài tập đọc ở trên. Thì sau đây thì cô sẽ trình bày và trả lời từng câu hỏi một. Thì ở đây cô sẽ trình bày như sau. Cô sẽ viết lại cái câu hỏi số 1 này để cho các em dễ dàng. Còn khi các em làm bài trong vở của mình thì các em sẽ trình bày theo ở trong lớp cô hướng dẫn nha. Rồi câu số 1 thì người ta hỏi là: Đơn này của ai gửi cho ai, nhờ đâu mà em biết điều đó? Thì đơn này là của bạn Lưu Tường Vân,
gửi cho ban phụ trách đội và ban chỉ huy liên đội, thì các em sẽ nhìn lại cái bài tập đọc ở trên thì chúng ta thấy rằng cái đơn này là của bạn Lưu Tường Vân gửi cho ban phụ trách đội và ban chỉ huy liên đội. Rồi tiếp theo là nhờ đâu mà em biết điều đó? Thì em biết điều đó là vì bạn Vân đã đề rõ tên mình trong đơn và còn ký tên ở cuối đơn. Bạn cũng ghi rõ ở phần đầu lá đơn là kính gửi ban phụ trách đội, ban chỉ huy liên đội. Thì các em biết rõ, các em nhìn thấy rằng thì ở cuối tờ đơn là bạn Vân đã ghi rõ tên mình và còn ký tên ở cuối tờ đơn nè, đúng không? Đây, người làm đơn tức là bạn Vân, bạn ấy tên là Lưu Tường Vân. Rồi, ở đây thì chúng ta biết được là gửi cho ban phụ trách đội và ban chỉ huy đội là chúng ta nhìn vào là bạn ghi rõ ở phần đầu lá đơn đó là ban phụ trách đội, ban chỉ huy liên đội. Như vậy mình biết hai cái phần này là do đã có ghi rõ ở trong cái tờ đơn, trong cái lá đơn. Rồi như vậy mình đã trình bày xong câu số 1. Bây giờ các em, cô mời các em tiếp tục trả lời câu số 2. Bạn Tường Vân viết đơn làm gì? Các câu nào cho biết điều đó? Thì chúng ta sẽ nhìn lại cái tờ đơn nha. Thì chúng ta nhìn vào cái tờ đơn, nhìn vào cái lá đơn thì bạn đã viết đơn đó, bạn học sinh đó đã viết đơn để làm gì nè? Thì bạn ấy là, đây là bạn viết đơn để xin vào đội. Rồi sau đó nữa là đây, ở đây cũng có nên là đây là xin được vào đội. Rồi những câu nào trong đơn nói lên điều đó? Thì những câu mà trong đơn cho biết bạn học sinh đã viết đơn xin vào đội đó là: em làm đơn này xin được vào đội. Rồi như vậy là mình đã trả lời được cho câu số 2. Thì mình sẽ trình bày như sau: bạn Tường Vân viết đơn để xin vào đội. Các câu: đơn xin vào đội, em làm đơn này xin được vào đội đã nói lên điều đó. Như vậy câu số 2 này chúng ta sẽ trả lời như vậy. Rồi tiếp tục câu số 3. Nêu nhận xét về cách trình bày đơn. Phần đầu đơn ghi những gì? Thì các em mở sách nhìn lại cái lá đơn trong phần tập đọc đó, thì chúng ta thấy là phần đầu đơn thì ghi là gồm có 6 dòng, là ghi điều ghi rõ đó là tên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở góc bên trái. Đầu tiên đó là tên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ghi ở góc bên trái. Rồi địa điểm, ngày tháng năm viết đơn ở góc phải là địa điểm và ngày tháng năm đó là Yên Bái ngày 20 tháng 1 năm 2004. Rồi tiếp theo, tên đơn ở chính giữa là đơn xin vào đội. Rồi kế nữa đó là địa chỉ gửi đơn đến, đó là ban phụ trách đội trường tiểu học Kim Đồng, ban chỉ huy liên đội. Rồi tiếp theo, phần cuối đơn ghi những gì?
Thì ở đây phần cuối đơn sẽ ghi đó là người, người làm đơn là, rồi tế nữa đó là chữ ký, xong là tên của người làm đơn, nội dung. Rồi nắm được ở đây thì đó, ở đây ở phần phần cuối đơn là ghi là người làm đơn, chữ ký, tên, tên của người làm đơn. Thì qua cái phần bài tập đọc này thì giúp chúng ta sẽ nắm được cái cách viết đơn để xin vào đội. Đây chúng ta đã biết được, chúng ta xem và chúng ta có thể nắm được cái nội dung đó. Đây là một cái tờ đơn để xin vào đội, và các em sẽ học được cách là viết đơn xin vào đội. Như vậy thì đến đây cô đã vừa hướng dẫn cho chúng ta phần tập đọc của tiếng Việt lớp 3, tuần 1, trang số 9 của sách giáo khoa tập 1. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy hay thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thị Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em nha.